Kinh này được chép trên các lá vàng ròng. Vì Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đã dùng ấn bảy báu ấn lên rồi, nên chúng tôi chẳng có thể mở ra cho người xem được. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ đem các lễ vật cúng dường gồm hương hoa, chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái vân vân chia ra làm hai phần. Một phần cúng dường kinh quyển Maha Bát Nhã Ba La Mật, một phần cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Sau khi cúng dường Bát Nhã Ba La Mật xong, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng đem phần lễ và còn lại đến cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đang ngồi trên pháp tòa. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt liền biến các đồ lễ vật cúng dường thành bảo đài, bảo chướng, bảo cái. Ở bốn bên bảo cái lại có các bảo phát thỏng xuống. Tất cả các thứ ấy đều trú trên hư không, ở ngay phía trên pháp tòa của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng thấy các sự biến hóa như vậy, rất lấy làm vui mừng, tự nghĩ rằng thần thông và đức hạnh của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thật là hiếm có chưa từng thấy. Đang trong giai đoạn hành Bồ Tát hạnh mà đã được thần thông đức hạnh như vậy, huống nữa là khi được vô thượng Bồ Đề. Vị trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ khỏi tín tâm thành tịnh, kính trọng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, phát tâm vô thượng Bồ Đề, đồng phát nguyện rằng nguyện được Bồ Tát phát thậm thâm như Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, nguyện được cúng dường Bát Nhã Ba La Mật như Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, nguyện ở trong đại chúng diễn thuyết khai thị nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, nguyện được các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật như Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Về sự thành tựu thần thông, về sự tự tại ở nơi việc làm của Bồ Tát, chúng con cũng xin nguyện được như vậy. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ cúng dường xong, đồng đảnh lễ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt rồi chắp tay cung kính đứng sang một bên. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân bạch với Bồ Tát Đàm Vô Kiệt rằng, đang ở trong rừng vắng vẻ còn bỗng nghe tiếng nói giữa hư không dạy rằng, này thiện nam tử, ông hãy đi về phương đông để được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Con y theo lời dạy đi về phương đông, nhưng chưa đi được bao xa con chợt nghĩ rằng, vì sao chẳng hỏi thêm phải đi đến đâu, phải đi bao xa nữa, sẽ phải theo ai để học Bát Nhã Ba La Mật. Nghĩ như vậy xong con rất buồn khổ, con đã khóc lóc suốt 7 ngày đêm, chẳng nghĩ đến ăn uống ngủ nghỉ nóng lạnh. Còn chỉ có điều suy nghĩ duy nhất rằng đến bao giờ mới nghe được Bát Nhã Ba La Mật. Đang lúc con sầu khổ nhất tâm niệm Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thì con thấy Phật hiện thần giữa hư không bảo con rằng, ông hãy siêng năng tinh tấn, một lòng vì Pháp mà tiếp tục đi về phương Đông. Từ nơi đây đi 500 do tuần, ông sẽ gặp thành chúng hương. Trong thành chúng hương ông sẽ được gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Ông hãy theo Bồ Tát Pháp Sư ấy để được học Bát Nhã Ba La Mật. Trải qua nhiều đời, vị Bồ Tát ấy đã từng là thiện tri thức của ông, đã thủ hộ ông, rồi đây sẽ khai thị làm lợi ích cho ông. Y theo đời chỉ dạy của Phật, còn đi thẳng về phương Đông, tâm còn chẳng có niệm gì khác, chỉ niệm được mau được gặp Bồ Tát Pháp Sư để được truyền dạy Bát Nhã Ba La Mật. Giữa đường con được tri kiến vô ngại ở nơi hết thảy các Pháp, quán được tánh của các Pháp, và ở ngày hiện tiền con được vô lượng tam muội. Chú trong các tam muội, con thấy được ở khắp trong mười phương, các đức Phật đang thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Các đức Phật tán thán rằng, lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, trước đây khi chúng ta hành Bồ Tát Đạo cầu Bát Nhã Ba La Mật, được các tam muội cũng y như trường hợp của ông hiện nay, được các tam muội rồi, chúng ta cũng khắp được các Phật Pháp. Rồi các đức Phật vì có giọng nói các Pháp, an ủi con xong, các đức Phật bỗng nhiên chẳng còn hiện nữa. Còn từ trong các tam muội ra tự nghĩ rằng, các đức Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu, vì con chẳng còn thấy đức Phật nữa, nên còn lại sanh sầu khổ. Thế rồi còn lại nghĩ đến Bồ Tát Pháp Sư, trải qua nhiều đời đã cúng dường chư Phật, đã gieo trồng thiện căn, đã hành Bát Nhã Ba La Mật, đã khéo biết các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, đã được tự tại ở nơi hết thảy các Pháp, đã từng là vị thiện tri thức, là vị thủ hộ của con. Vậy con sẽ phải hỏi đại sư để biết các đức Phật từ đâu đến và đi về đâu. Này con xin được hỏi đại sư, các đức Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu? Kính xin đại sư vì con giải nói để con được biết, biết được như vậy để con thường chẳng rời thấy các đức Phật. Luận: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân khao khát muốn được nghe Bát Nhã Ba La Mật, nên được thấy các đức Phật ở khắp trong mười phương đang vì đại chúng thuyết pháp. Thấy được các đức Phật, nghe được các đức Phật thuyết pháp, ngài tự nghĩ rằng như vậy là đã được mãn nguyện. Này Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, lại nghe giữa hư không tiếng nói của các đức Phật,
khuyên ngài nên giữ tín lực kiên cố, tinh tấn bất động, an ủi và tán thán ngài rằng: lành thay, trước đây khi chúng ta hành Bồ Tát đạo cầu Bát Nhã Ba La Mật, được tam muội cũng y như trường hợp của ông hiện nay, vậy ông chớ nên lo buồn, tự cho mình là người bạc phước. Vì lúc bấy giờ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã được các lực tam muội nên tâm ngài càng thâm tín. Bởi vậy nên các đức Phật vì ngài nói tiếp: chúng ta quán tánh các tam muội, chẳng thấy có chỗ xa chỗ vào các tam muội, chẳng thấy có ai hành Phật đạo, chẳng thấy có ai được vô thượng Bồ Đề. Như vậy là các đức Phật đã vì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân được nói về Bát Nhã Ba La Mật. Nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật là như vậy, là chẳng niệm có các pháp tướng, vì hết thảy các pháp đều là vô tướng, nên chẳng có chỗ niệm chấp. Các đức Phật trú trong pháp vô sở niệm mà được thân kiểm sắc, được đại quang minh, được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được trí huệ vô thượng, được đầy đủ các công đức. Như trong kinh nói, các đức Phật được trí huệ vô thượng, được đầy đủ các công đức như vậy rồi, trở lại giáo hóa chúng sanh, khiến họ được nhiều lợi ích, được tăng trưởng trí huệ, dẫn đến được giải thoát. Hỏi: trước đây tiếng nói của Phật giữa hư không đã bảo với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là vị thiện tri thức của ông trong nhiều đời. Này, vì sao Bồ Tát Tát Đà Ba Luân còn hỏi thêm: ai sẽ là vị thiện tri thức của con mà con phải nên thân cận và cúng dường? Đáp: sở dĩ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân hỏi như vậy vì ngài muốn biết thêm từ kim khẩu của các đức Phật về các công đức của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, khiến tín tâm cả thêm kiên cố, chẳng còn có chỗ nghi. Như trong kinh nói, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là người có nhân duyên với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân trong nhiều đời. Bởi vậy nên Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mới là người sẽ khai ngộ cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Hỏi: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã được các tam muội, vì sao ngài chẳng tự quán về chỗ đi và chỗ đến của các đức Phật mà lại phải hỏi Bồ Tát Đàm Vô Kiệt về vấn đề này? Đáp: các đức Phật trong các mười phương đã dùng các nhân duyên tán thán Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là thầy của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân trong nhiều đời. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tự niệm rằng: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là bậc thầy của tôi trong nhiều đời, tôi phải tôn trọng, cung kính, quý mến ngài, phải đi đến hỏi ngài để biết chư Phật từ đâu đến rồi lại đi về đâu. Hỏi: trước đây nói rằng Bồ Tát đã nhàm chán thế gian chỉ cầu Bát Nhã Ba La Mật, do chưa được như nguyện nên buồn rầu khóc lóc. Nay vì sao Bồ Tát Tát Đà Ba Luân lại tự thẹn về sự bần cùng của mình, chẳng có lễ vật để cúng dường? Cúng dường là tùy ở tâm, trong sự cúng dường thì cúng dường pháp là hơn hết. Vì sao chẳng có hoa hương cùng các lễ vật khác để cúng dường mà phải sầu khổ? Đáp: tùy cúng dường là hơn hết, nhưng nếu người thế gian thấy có người ở xa đến cầu pháp mà lại đi tay không, chẳng mang lễ vật theo, ắt họ sẽ chẳng sanh tâm hoan hỷ. Có thuyết nói rằng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tùy thuận thế pháp mà cầu có được đầy đủ các lễ vật cúng dường. Có thuyết nói rằng dù sáu pháp Ba La Mật hỗ trợ lẫn nhau và đều dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, nhưng khi hành Bồ Tát đạo phải lấy đàn Ba La Mật làm đầu. Do vậy mà Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nghĩ đến việc tôn trọng và cúng dường phước điền Đàm Vô Kiệt. Lại có thuyết nói rằng Bồ Tát Tát Đà Ba Luân muốn làm gương sáng để người khác noi theo. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân là người trí, người thiện mà lại nghèo về các lễ vật cúng dường, do vì muốn cho chúng sanh thấy rằng các thiện pháp khi làm, khi suy nghĩ, khi nếm vị đều có sai khác, nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân muốn được nếm vị bố thí qua sự cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Hỏi: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân thường vào thâm tam muội, thường thấy được chư Phật khắp mười phương, vì sao vẫn còn chịu sự bần khổ? Đáp: có thuyết nói, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tuy sanh vào nhà phú quý giàu sang, nhưng vì đạo lý cao xa mà ngài rời bỏ gia đình của mình đi tìm thầy học đạo, chẳng có mang theo của cải. Có thuyết nói, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tuy là một bậc đại nhân, nhưng do nhân duyên đời trước có tội nhẹ nên nay phải sanh vào nhà bần cùng. Có thuyết nói, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tuy là bậc đại nhân, nhưng do nhân duyên đời trước ít hành bố thí, nên nay chẳng được sanh vào nhà phú quý, giàu sang. Có thuyết nói, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tuy nghèo nàn, mà vẫn được người và chư thiên cúng dường như trường hợp ngài Tô Đà Di vậy. Ở đây nên phân biệt nghèo theo hai nghĩa, nghèo của cải và nghèo công đức. Nghèo công đức, nghèo thiện pháp mới nên xấu hổ, còn nghèo của cải mà thâm tánh tốt vẫn là đáng được quý trọng. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tuy rất nghèo về của cải nhưng lại rất giàu công đức. Dù ngài biết rõ lý vô ngã, nhưng đi cúng dường vị pháp sư mà chẳng có hoa hương, chẳng có diệu bảo,
cũng chẳng được yên tâm, nên ngài mới quyết định bán thân để cúng dường vậy. Hỏi, nếu bán thân rồi thì làm sao đi cúng dường vị Pháp Sư được nữa? Đáp, có thuyết nói, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân lấy việc xả thân để cúng dường là cúng dường cao quý nhất. Có thuyết nói, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân bán thân để đổ lấy tài vật đem đi cúng dường. Nhưng vào thời bấy giờ toàn là người tốt, dù có bán thân làm tôi tớ, thì chủ có sai đi cúng dường rồi lại cũng được trở về ở với chủ. Có thuyết nói, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân thâm tâm hành bố thí ba la mật cúng dường Pháp và Pháp Sư, mà chẳng có vật gì ngoài thân, nên đã bán thân để cúng dường. Nơi đây nói rõ nhân duyên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm muốn cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát Pháp Sư, và tự nghĩ rằng tôi đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp mất thân mà chưa bao giờ mất thân vì pháp thanh tịnh. Nay tôi muốn cúng dường Bồ Tát Pháp Sư để được nghe Bát Nhã Ba La Mật, thì dù có phải mất thân mạng này mà được pháp lợi lớn thì tôi cũng rất vui. Như vậy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chẳng hề thích thân mạng mình, là vì đạo pháp vậy. Hỏi, vì sao ác ma muốn phá ý nguyện của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân? Đáp, mà là oan gia của chư Phật và chư Bồ Tát để muốn đến phá hoại ý nguyện của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Vì sao? Các tiểu Bồ Tát chưa vào được thật tướng pháp rất dễ bị ma phá hoại. Các vị đại Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, đã có đầy đủ các lực thần thông thì ma chẳng có thể phá hoại được. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã vào được trong các tam muội, đã thấy được chư Phật trong khắp mười phương, nên tâm ngài đã quyết định vì pháp chẳng thích thân mạng. Khi tướng tâm quyết định của ngài hiện ra thì ác ma mới lo sợ. Này Bồ Tát Tát Đà Ba Luân định tâm ra khỏi cảnh giới ma nên ma mới đến phá. Vì như mắc nợ chưa có ý định bỏ đi xa thì chủ nợ chưa có lo sợ. Khi người mắc nợ tỏ ý định muốn đi xa thì chủ nợ mới lo ngại, tìm mọi cách ngăn cản sự ra đi của người kia với chủ tâm đòi lại số nợ. Cũng như vậy, khi Bồ Tát chưa định tâm thì ác ma chưa động đến. Khi Bồ Tát đã định tâm rồi thì ác ma thường đến phá vậy. Hỏi, mà có thế lực lớn như vậy vì sao chẳng giết Bồ Tát mà chỉ phá hoại Bồ Tát mà thôi? Đáp, mà chẳng có thù ghét thọ mạng, chỉ thù ghét huệ mạng, thù ghét Phật tâm nên chỉ phá hoại Bồ Tát mà chẳng giết hại vậy. Lại nữa, có chư thiên thần thường ở bên giữ gìn chẳng để cho ác ma giết hại Bồ Tát, nên ác ma chỉ có thể khủng bố, làm não loạn tâm Bồ Tát mà chẳng thể hại mạng Bồ Tát được vậy. Hỏi, vì sao Bồ Tát Tát Đà Ba Luân tự cầm dao hoại thân mà lại thoát chết như vậy? Đáp, có thuyết nói, vì vị trưởng giả nữ đời trước đã chứa nhóm nhiều công đức nên ác ma chẳng thể che mắt bít tai được, do vậy mà nàng mới thấy nghe được cảnh tượng hoại thân ấy kịp thời đến cứu được Bồ Tát. Có thuyết nói, vì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chưa đến số chết nên mới được cứu mạng. Có thuyết nói, do lực thần thông của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt khiến vị trưởng giả nữ nghe thấy cảnh tượng phá thân ấy mà kịp thời đến cứu mạng. Hỏi, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chẳng thích thân mạng chỉ vì chẳng có người đến mua nên chẳng bán thân được, như vậy vì sao phải khóc lóc thảm thiết? Đáp, vì ngài đã phát đại tâm mà chưa được mãn nguyện nên buồn rầu mà khóc lóc vậy. Hỏi, vị thiên đế Thích Đại Hoàn Nhân đã có được quả báo tha tâm thông, biết rõ quyết định của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, như vậy vì sao còn muốn thử thách làm gì? Đáp, chư thiên biết được tâm người nhưng chẳng sao biết được tâm Phật. Nếu thấy có người vì Phật đạo mà sắp được thọ ký, thì vị đế thích cũng muốn được dẫn đạo họ. Sự thử thách có mục đích đẩy mạnh sự phát tâm của người cầu Phật đạo. Nếu thật sự Bồ Tát có thể từ các thịt trích máu, trẻ xương lấy tủy, thì biết tâm Bồ Tát đã quyết định chẳng còn động nữa. Đây là lý do vì sao đế thích muốn thử tâm Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Hỏi, vị đế thích là vua cõi trời, như vậy vì sao còn phạm tội vọng ngữ, nói rằng ta cần máu, tim và tủy để tế trời? Đáp, vì muốn biết tâm của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nên mới có vọng ngữ như vậy. Nếu hiện thật thân thì sợ Bồ Tát chẳng tin nên phải nói cần các thứ ấy để tế trời, để Bồ Tát tin vậy. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nghe nói như vậy rất vui mừng, nghĩ rằng tôi sẽ có lợi ích lớn. Này tôi được làm việc bố thí Ba La Mật và sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật là pháp đệ nhất trong 6 pháp Ba La Mật. Được Bát Nhã Ba La Mật là đệ nhất lợi, nhưng được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật mới là đại lợi. Từ sơ địa đến thập địa là đệ nhất lợi, nhưng thập địa mới là đại lợi. Bồ Tát địa là đệ nhất lợi, nhưng Phật địa mới là đại lợi.
Vì Bồ Tát Tát Đà Bà Luân muốn được đầy đủ 6 pháp Ba La Mật, muốn được đại lợi ích, nên nghe vị Đế Thích nói như trên, liền sanh tâm vui mừng.